Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Trà. Chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thanh niên Mường Trà sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2021. Tái chế rác thải nhựa thành đồ dùng học tập. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tuy chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Mường Trà đều triển khai tốt quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Với tinh thần hăng hái của thanh niên, sự chuẩn bị chu đáo của địa phương, huyện Mường Trà đã hoàn thành kế hoạch giao quân đảm bảo về số lượng và chất lượng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự của chúng tôi. Theo kế hoạch năm 2021, huyện Mường Trà được giao chỉ tiêu tuyển quân 90 công dân, trong đó giao cho Bộ Chỉ huy Bộ Biên phòng tỉnh 25 công dân, Trung đoàn 741 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 25 công dân, Trung đoàn 82 Quân khu 2 40 công dân. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Mường Trà xác định công tác vận động gia đình và thanh niên thực hiện tốt luật nghĩa vụ quân sự là bước đi quan trọng quyết định chất lượng mỗi đợt tuyển quân. Mặc dù đứng trước không ít những khó khăn như địa bàn rộng, địa hình đồi núi phức tạp, có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống, trình độ văn hóa, thể lực công dân trong độ tuổi nhập ngũ có nơi còn hạn chế. Dịch COVID-19 cũng gây nhiều áp lực đối với kinh tế của nhiều hộ gia đình. Để hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân năm 2021 theo chỉ tiêu được giao, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã chủ động phối hợp với 12 xã và thị trấn, tổ chức chặt chẽ khâu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Làm tốt công tác rà soát, nắm chắc số lượng công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định. Đồng thời thực hiện quyết liệt công tác tuyên truyền, vận động, làm tốt công tác tư tưởng. Những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến mọi đối tượng thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở tại các xã. Trực đã phối hợp với chỗ bên công an. Tham mưu cho hội đồng mở các cái hội nghị đấy, rồi là triển khai cho hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã làm tốt cái công tác sơ tuyển ở cấp xã, thế rồi là trên cơ sở cấp xã thì khám tuyển ở cấp huyện. Đến nay ấy, thì cái công dân khám tuyển ở cấp huyện thì bảo đảm được 159 chỉ tiêu. Thì trong đó thì cái chỉ tiêu năm nay mà giao cho hội đồng nghĩa vụ quân sự của huyện cả tham gia quân sự và công an là 118 chỉ tiêu. Thì đến giờ 128 chỉ tiêu, đến giờ phút này thì đã hoàn thiện các hồ sơ, các thủ tục pháp lý. Cái hồ sơ này thì đã được cơ quan bộ chỉ huy, đã được bên công an thẩm định đầy đủ các cái yếu tố để bảo đảm sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Thế và qua nắm cái dư luận ấy, thì các công dân trong cái diện nhập ngũ của quân sự thế và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân thì các công dân cũng rất là xác định tốt cái tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ của người thanh niên đối với Tổ quốc trong cái thời điểm hiện nay. Nó cũng không có biểu hiện thoái thác, trốn tránh trong cái khám tuyển và thực hiện các cái nghĩa vụ khác của người công dân. Bên cạnh đó, việc khám sức khỏe tuyển công dân được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Mường Trà phối hợp với các cơ quan ban ngành thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo chính xác, khách quan. Thực tế cho thấy có một số trường hợp trước đây đã nhập ngũ nhưng đơn vị trả lại vì không đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe. Để khắc phục tình trạng đó, Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức khám sức khỏe tuyển chọn từ tháng 10 năm 2020 cho 305 nam công dân được chọn từ 12 xã thị trấn. Đồng thời, tăng cường lực lượng, trang bị y tế cho các địa điểm khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. Với nguyên tắc khám tuyển chọn đảm bảo theo đúng thông tư số 16 ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Liên Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015. Quản lý cái nguồn là nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và cái nguồn mà nam công dân trong độ tuổi 17. Từ đó thì xây dựng cái kế hoạch để triển khai cho cơ sở khám sơ tuyển cấp xã. Thì ngay từ đầu khám ở cấp xã thì cơ quan quân sự cũng đã phối hợp với các cái cơ quan chuyên môn như là trung tâm y tế, phòng y tế và ban chỉ huy quân sự các xã và trạm y tế của các xã để mà khám những công dân có cái sức khỏe tốt nhất. Sau khi có cái kết quả khám sơ tuyển của cơ quan ban chỉ huy quân sự cấp xã
thì lên ban chỉ huy quân sự cấp huyện sẽ tham mưu cho hội đồng nhiệm vụ quân sự huyện để xây dựng cái kế hoạch triển khai ra quyết định của chủ tịch ủy ban về chỉ giao chỉ tiêu khám tuyển cấp huyện. Thì cái đầu vào thì cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn và đặc biệt hơn nữa là thực hiện nghiêm cái thông tư số 16, thông tư liên bộ của Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế để khám những công dân có cái sức khỏe đảm bảo tốt nhất để tham gia cái nghĩa vụ quân sự cũng như là cái tham gia về cái công an nhân dân trong năm 2021 đạt cái chỉ tiêu cao nhất. Nhận thức rõ được vai trò trách nhiệm của mình trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, anh Mùa A Ba ở tổ dân phố số 9 thị trấn Mường Trà đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ đợt này. Mặc dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, tuy nhiên với trách nhiệm của mình, anh Ba cho biết mình luôn sẵn sàng cho đợt nhập ngũ. Chấp hành luật nghĩa vụ quân sự thì em đến tuổi thì em sẵn sàng tham gia nhập ngũ vào đầu tháng 3 này và cũng được gia đình động viên tham gia để sau này trở thành một công dân tốt và chấp hành đường lối chủ trương của Đảng. Em sẵn sàng chấp hành tốt các điều luật của trong quân đội. Đối với những thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ, các ban ngành đoàn thể từ xã, bản sẽ đến nhà vận động, thuyết phục kịp thời nắm bắt tư tưởng để có biện pháp trong tuyên truyền, giáo dục, động viên công dân và gia đình. Trước ngày giao quân để tạo không khí vui vẻ, phấn khởi, ban chỉ huy quân sự huyện, xã và các đoàn thể sẽ tổ chức các chương trình gặp mặt, tặng quà, đồng thời làm tốt công tác hậu phương quân đội để thanh niên yên tâm lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, sự động viên của các gia đình, sự quan tâm của chính quyền địa phương, 90 công dân đủ tiêu chuẩn tại huyện Mường Trà lên đường nhập ngũ năm 2021 theo đúng kế hoạch, đảm bảo đạt 100% chỉ tiêu yêu cầu đề ra. Thưa quý vị và các bạn, từ những vật liệu phế phẩm đã qua sử dụng, giáo viên và học sinh các trường mầm non trên địa bàn huyện Mường Trà đã cùng nhau sáng tạo được nhiều đồ dùng dạy và học xanh. Thông điệp bảo vệ môi trường được lồng ghép khéo léo trong từng dụng cụ học tập, trong từng bài giảng, qua đó giúp trẻ có ý thức bảo vệ môi trường từ khi còn nhỏ. Ghi nhận của phóng viên chúng tôi, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Năm học 2020-2021, huyện Mường Trà có 15 trường mầm non với hơn 6.400 học sinh. Thời gian qua, mô hình làm đồ dùng dạy và học từ chất thải, túi ni lông khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần đã được các trường tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh về bảo vệ môi trường. Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nói không với rác thải nhựa. Các hoạt động về bảo vệ môi trường đều được cô trò tích cực ủng hộ, đem lại hiệu quả thiết thực. Phát động giáo viên, phụ huynh và học sinh thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi ni lông, vân vân để lồng ghép giảng dạy nội dung về bảo vệ môi trường vào chương trình giảng dạy cho các bé. Qua từng chuyên đề thì trẻ được học cách phân biệt, phân loại các loại rác thải khác nhau, cách xử lý từng loại rác, hậu quả của việc xả rác bừa bãi và hiểu được ý nghĩa của việc phân loại rác, hiểu biết việc tái chế rác thải, giữ gìn tài nguyên, tiết kiệm nguyên liệu và bảo vệ môi trường. Để tái chế các sản phẩm từ rác thải nhựa thì giáo viên đã huy động được phụ huynh quyên góp, từ đó tái chế những lọ hoa, bàn ghế, ô tô, các con vật vân vân để phục vụ các hoạt động giáo dục trong các đơn vị nhà trường. Cô giáo Lò Thị Phượng, hiệu trưởng trường mầm non Mường Tùng cho biết, nhà trường đã huy động sự tham gia của các đoàn thể trong và ngoài trường, cộng đồng dân cư, cá nhân trên địa bàn thực hiện phong trào chống rác thải nhựa, đồng thời tuyên truyền và xây dựng mô hình thu gom, tái chế túi ni lông khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần để làm đồ dùng dạy học. Để thực hiện mô hình, nhà trường đã vận động giáo viên và phụ huynh học sinh thu gom đồ nhựa dùng một lần tại gia đình, địa phương mang đến lớp học để xử lý, làm đồ dùng học tập cho trẻ. Có sự chỉ đạo của nhà trường thì tất cả các cô đã sưu tầm các đồ dùng bằng nguyên vật liệu phế thải từ gia đình mình và từ các hộ gia đình khác, vệ sinh sạch sẽ, sau đó là mang đến nhà trường tập trung và sau đó thì nhà trường là tổ chức các buổi để cho các cô giáo ngồi tập trung vào làm.
nếu như mà phụ huynh nào mà có thời gian tham gia cùng thì các cô giáo tuyên truyền và mời phụ huynh đó tham gia cùng để làm nên những cái đồ dùng, đồ chơi tự tạo và những cái rác thải, nhựa, phế thải. Từ những vật liệu, phế phẩm đã qua sử dụng, với đôi bàn tay khéo léo, các cô giáo đã sáng tạo nên những đồ dùng dạy học có tính thực tế cao, sử dụng được lâu dài, góp phần bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, trong giờ học, các em học sinh được cô giáo hướng dẫn cách tạo nên đồ dùng học tập từ vật phẩm tái chế. Những đôi tay khéo léo của các em nhỏ làm theo hướng dẫn trong tâm trạng hào hứng. Với tiết học có sử dụng đồ dùng tái chế mới lạ, các em học sinh tiếp thu kiến thức nhanh hơn và nhớ lâu hơn. Nhờ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống về bảo vệ môi trường cho trẻ. Thông qua những hoạt động hữu ích, đó là cô và trò cùng chung tay vận động phụ huynh để sưu tầm này những cái nguyên vật liệu phế thải sẵn có. Sau đó là chúng tôi mang đến lớp và cùng với phụ huynh cùng chung tay cùng rửa này và chúng tôi làm và tạo thành những cái nguyên vật liệu, tạo thành những cái đồ dùng đồ chơi rất là đẹp ở lớp chúng tôi. Thì là phụ huynh rất là hưởng ứng và rất là nhiệt tình giúp đỡ các cô. Và thông qua cái hoạt động này chúng tôi còn mang một cái ý nghĩa sâu sắc, đó là giáo dục cái trẻ bảo vệ môi trường đối với trẻ nữa. Bên cạnh đó, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường là một trong những giải pháp quan trọng giúp trẻ hiểu được tầm quan trọng của môi trường đối với đời sống, giúp trẻ thêm yêu thiên nhiên, biết chăm sóc bảo vệ môi trường, sống xanh sạch đẹp. Đây là khởi đầu cho sự phát triển toàn diện của trẻ, đặt nền tảng cho các cấp học tiếp theo. Năm học 2020-2021, trường mầm non thị trấn Mường Trà có 333 trẻ. Để cùng chung tay bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa, nhà trường đã vận động 100% giáo viên trong trường sử dụng túi ni lông, đồ nhựa sử dụng một lần để làm đồ dùng dạy học như tranh, ảnh, mô hình, vật thật. Bên cạnh đó, để giúp trẻ có ý thức bảo vệ môi trường từ khi còn nhỏ, thông qua những buổi học, bài học, các cô giáo trường mầm non thị trấn Mường Trà đã lồng ghép những nội dung về bảo vệ môi trường đơn giản, phù hợp với độ tuổi, như giữa hình ảnh và những nội dung nhỏ để trẻ dễ hiểu, dễ tiếp thu. Từ những nguyên vật liệu sẵn có của địa phương, những đồ dùng vật liệu bằng nhựa, phế thải bằng nhựa, để cho cán bộ giáo viên, công nhân viên xây dựng, làm những cái bộ đồ dùng đồ chơi cho trẻ để hoạt động nhằm với công tác là chăm sóc giáo dục trẻ được tốt. Thì những đồ dùng đồ chơi bằng nhựa này thì với yêu cầu là đảm bảo an toàn cho trẻ. Phong trào làm đồ chơi cấp huyện của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Mường Trà cũng như là làm đồ dùng đồ chơi cấp trường của trường mầm non thị trấn, thì bản thân tôi là một giáo viên cũng như tất cả giáo viên ở trường mầm non thị trấn Mường Trà nói chung thực hiện là nói không với rác thải. Chúng tôi đã tận dụng những nguyên vật liệu từ phế thải bằng nhựa như là các can rửa bát, dầu gội đầu. Chúng tôi tạo thành những chậu hoa, những hình con vật rất là xinh xắn để tạo môi trường lớp học. Ngoài ra chúng tôi còn tận dụng những cái xốp hay là những cái nguyên vật liệu khác để tạo thành những cái đồ dùng đồ chơi hấp dẫn để thu hút trẻ. Thông qua đó thì trẻ lĩnh hội thêm những kiến thức từ môi trường xung quanh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Phong trào tái chế rác thải nhựa thành đồ dùng học tập tại các trường mầm non trên địa bàn huyện Mường Trà đang được nhân rộng. Để phong trào có sức lan tỏa, rất cần sự vào cuộc của cả xã hội. Cần có thêm nhiều mô hình như trường mầm non Mường Tùng, trường mầm non thị trấn Mường Trà. Thông qua những hành động thiết thực đó, giúp trẻ hiểu được ý nghĩa và trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường sống ngay từ bậc học mầm non là rất quan trọng. Chương trình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Trà đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.